Nói đến bất ngờ thì trước đây đã có một lần mình khá bất ngờ về Intel bằng việc họ loại bỏ toàn bộ công nghệ Hyper Threading ở trên các CPU Core i7, i5 và i3 của thế hệ thứ 9. Và đến bây giờ một lần nữa Intel lại làm mình cực kỳ bất ngờ bằng việc họ mạnh tay cắt bỏ 1/5, tức là 2 nhân trên con CPU đầu bảng Core i9 của họ để biến chiếc Core i9 11900K trở thành một phiên bản Core i7 11700K và thêm DLC. DLC ở đây là gì? Thì DLC ở đây có nghĩa là các bạn phải bỏ thêm 5 triệu đồng để các bạn sở hữu. Thứ nhất, đó chính là mức xung cơ bản và xung turbo trên toàn bộ 8 nhân cao hơn một chút so với i7. Và thứ hai, đó chính là các bạn sẽ sở hữu công nghệ Intel Thermal Velocity Boost ở trên Core i9 và nâng mức xung tối đa lên 5.3GHz ở trên 2 nhân. Nhưng mà cái sự so sánh thực ra ở đây nó nằm ở Core i7 thế hệ 11 và Core i9 thế hệ 11. Nhưng mà các bạn đang sở hữu thế hệ 10 thì các bạn chắc chắn các bạn muốn xem là ở thế hệ 11 thế này, tại sao mà Intel họ tự tin đó chính là việc cắt bỏ hoàn toàn 2 nhân của con Core i9 mà vẫn đem lại hiệu năng trên giấy tờ là có vẻ sẽ là cao hơn hoặc ít nhất là bằng với cả Core i9 10900K. Nhưng mà việc so sánh một CPU 8 nhân và 10 nhân thì cái việc này mình bắt buộc phải so sánh, tại vì thứ nhất là đó chính là cái mức giá hiện tại của con Core i9 và Core i7 của thế hệ 11 vẫn cao hơn Core i9 và Core i7 của thế hệ 10. Và thứ hai thì khi mình quay video này, đó chính là vào ngày 30 tháng 3, nên là cái mức giá của Core i7 và Core i9 thế hệ 11 đang hiện tại khá là cao. Và nên các bạn hãy lưu ý vấn đề về giá và hãy so sánh giá khi mà các bạn xem video này, có thể là vào giữa năm nay hoặc cuối năm nay, thì mức giá của Core i7 và Core i9 sẽ trở nên hợp lý một chút. Và lúc đấy chúng ta sẽ có một cái nhìn rõ ràng hơn về việc nâng cấp của Intel giữa thế hệ 10 và thế hệ 11. Và để hiện thực hóa cái việc mà các bạn có thể giảm nhân mà vẫn có giữ nguyên hoặc là tăng hơn hiệu năng gaming, thì Intel đã cải tiến cái thế công nghệ 14 nanomet đã 6 năm tuổi của họ. Và hy vọng với cái cải tiến đó họ sẽ tăng cái hiệu năng gaming, tại vì hiệu năng gaming trước giờ vẫn phụ thuộc khá nhiều vào cái việc đơn nhân thay vì việc đa nhân. Và đi kèm với việc cải tiến cái phần hiệu năng đơn nhân đấy thì Intel cũng cho ra mắt đó chính là chipset mới series 500, và đặc biệt nhất đi kèm với cả 11700K, 11900K chắc chắn sẽ là Intel Z590. Và Z590 thì các bạn không nhất thiết phải nâng cấp, tại vì trên lý thuyết thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng các mainboard Z490 mà cắm các CPU Core i7 hoặc là Core i9, toàn bộ các CPU thế hệ 11 thoải mái chả sao cả. Nhưng mà khi các bạn lên mainboard Z590 thì ngoài cái số tiền các bạn bỏ ra thêm thì các bạn sẽ sở hữu đó chính là, thứ nhất đó chính là cái phần cái khả năng mà hỗ trợ PCI Express Gen 4, và cái này sẽ rất tốt cho các bạn nếu mà các bạn muốn cắm những cặp màn hình cao cấp chẳng hạn, ví dụ như là 3080, các bạn cắm lên Gen 4 các bạn tăng được 1% hiệu năng so với cả Gen 3 trên Z490. Và thứ hai đó chính là các bạn có thể sử dụng các ổ cứng NVMe Gen 4, và Gen 4 này có tốc độ đọc ghi cực kỳ nhanh và nó khoảng tầm lên đến 7GB một giây nếu mà các bạn muốn sao chép các tài liệu phim ảnh nó nhanh một chút. Và đến với cả bài test ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng 4 CPU chắc chắn rồi. Đó sẽ là Core i7 10700K, Core i9 10900K so sánh với thế hệ 11 bao gồm 11700K và 11900K. Và để hạn chế tối đa việc nghẽn thì mình sẽ test game ở mức Full HD mà thôi, tại vì nó sẽ ăn nhất cái việc hiệu năng của CPU. Và thứ hai đó chính là mình sẽ test với cả 16GB bớt 3600 và cùng cả RTX 3070 để đảm bảo là các bạn chơi game không nghẽn một cái gì cả. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ đảo ngược một chút khi mà thử nghiệm với các ứng dụng benchmark render đầu tiên. Thì quả nhiên Intel không hề chém gió khi hiệu năng đơn nhân được đẩy lên cực mạnh, với các bài test đều cho kết quả vượt trội nghiêng về 11700K và 11900K. Tuy nhiên do chỉ có 8 nhân, bất chấp cái việc được cải tiến mạnh mẽ về hiệu năng đơn nhân như vậy thì 11900K vẫn tỏ ra lép vế hoàn toàn trước quái vật 10 nhân 20 luồng mang tên 10900K. Như vậy thì nếu xét về mặt làm việc, đặc biệt trong các ứng dụng ăn CPU thì phần thắng nằm tuyệt đối trong tay 11900K. Nhưng nếu xét chỉ riêng ở thế hệ 11 thì 11900K với xung cao hơn và Thermal Velocity Boost thì cũng giúp gia tăng khoảng cách với khoảng tầm 5-10% so với cả 11700K, mặc dù cùng sở hữu số nhân và số luồng như nhau cả. Mọi thứ thì có vẻ rất là tốt đẹp và Intel cũng không hứa suông vụ tăng hiệu năng đơn nhân, nhưng các kết quả gaming lại chỉ ra điều khác biệt hoàn toàn, ít nhất là so với những gì Intel đang nghĩ là gaming sẽ chỉ ăn ít nhân và xung càng cao càng tốt. Thì kết quả test cho chúng ta phần thắng hoàn toàn nghiêng về thế hệ 10, và chỉ duy nhất CSGO là cái tựa game khá là cũ và ít nhân thì chúng ta mới thấy cái sự tăng về hiệu năng của 11900K và 11700K. Tuy nhiên mức chênh lệch chỉ là vài FPS và trong tất cả các tựa game, nên là mình nghĩ là nếu mà các bạn mà muốn so sánh giữa cả hiệu năng gaming giữa thế hệ 10, thế hệ 11 thì gần như không thể nhận ra được sự khác biệt. Nhưng đây là vấn đề mình nghĩ thấp hơn thì vẫn là thấp, và mình phải xem lý giải vấn đề là tại sao mà Intel thế hệ 11 lại gaming lại không hoàn toàn vượt trội mà có phần hơi kém một tí so với cả thế hệ 10. Thì sau khi mình mò mẫm các file log và mình xem cái phần kết quả test ấy, thì mình nhận ra có hai cái giả thuyết. Thì thứ nhất đó chính là cái việc mà bây giờ các game AAA hiện tại thì trong các bài test trừ CSGO thì các bạn
ăn ít nhân nên là cái hiệu năng tăng IPC của Intel nó thể hiện rất là rõ. Thì trong các tựa game ăn nhiều nhân, các game chip AAA mới nó ăn gần như đến cả đủ 10 nhân của chiếc 10900K. Nên là cái việc mà các bạn có Intel họ giảm xuống 8 nhân trên chiếc 11900K và cái việc tăng cái hiệu năng đơn nhân thì cũng không thể bù đắp lại cái việc hai cái nhân cực khỏe trên 10900K chạy ở mức xung cao được. Nên là đấy có lẽ là cái lý do là bây giờ game ăn rất nhiều nhân. Và thứ hai đó chính là việc phải xung ổn định trên toàn bộ các nhân. Mặc dù thì Intel công Velocity Boost năm nay thì rất là tốt, khi mà khi mình test game mình nhận thấy cái mức xung 5.3kHz xuất hiện khá là nhiều so với thế hệ 10. Thế hệ 10 thì mình nhìn rất là ít, gần như không hề thấy cái mức xung 5.3kHz. Năm nay thì thấy rồi ở trên 11900K. Và nhưng mà cái mức xung ổn định trên toàn bộ 8 nhân trên cả 11700K và 11900K đều thấp hơn 110kHz so với cả 11900K. Và vì vậy mình nghĩ một phần nào đó do mức xung ổn định trên toàn bộ 8 nhân là thấp hơn so với cả thế hệ cũ, nên cái việc mà gaming nó sẽ không thể nào mà vượt trội hơn hẳn so với cả các cái CPU đấy thế hệ 10 được. Tuy nhiên đấy là gaming, còn với các ứng dụng làm việc và render ấy, thì nó vốn cái tận dụng cái hiệu năng đơn nhân và đa nhân rất là triệt để. Nên là cái việc mà Intel họ tăng cái IPC lên trên hai con số ấy, thì nó đem lại hiệu năng làm việc rất tốt. Đặc biệt các bạn có thể thấy là trong các bài test thì 11900K hoặc là 11700K đều có hiệu năng là vượt trội hẳn so với cả 10700K, mặc dù là cũng không thể nào mà vượt qua được 10900K tại vì nó có đến 10 nhân và 20 luồng cơ. Và cuối cùng đến với điện năng tiêu thụ và nhiệt độ, thì sau khi mình xem các file log ấy, thì thứ nhất là về phần điện năng tiêu thụ thì Intel 11900K năm nay cũng không hề kém cạnh Core i9 10900K năm ngoái, khi mà mức tiêu thụ điện bằng và có thể hơn khoảng tầm 10W so với cả thế hệ đầu 10. Và ngoài ra vấn đề điện năng tiêu thụ ấy cũng đi kèm với cả nhiệt độ, và các bạn yên tâm là sẽ không có sự mát mẻ hơn nào ở đây cả, và toàn bộ sẽ các bạn dùng được cái gì với 11900K thì các bạn dùng cái đó với cả 11900K, chả vấn đề gì cả. Và tuy nhiên về cái vấn đề này thì mình sinh ra một cái giả thuyết, đó chính là năm nay có lẽ thế hệ 11 này là một cái show diễn công nghệ của Intel, khi mà Intel họ chứng minh là họ có thể tăng cái IPC lên mức rất mạnh, và tăng IPC cực kỳ mạnh đến cái mức mà họ không thể nào nhồi được đủ 10 nhân vào trong con Core i9 nữa, nên họ buộc sẽ phải cho xuống 8 nhân. Nhưng mà bù lại cái mức IPC tăng thực sự là cực kỳ mạnh và đáng kể, và có lẽ là đây là một cái nhá hàng của Intel và dành cho hơn nữa về thế hệ sau Alder Lake, và sẽ xuất hiện vào khoảng cuối năm nay, đầu năm sau thì sử dụng 10 nanomet, và đến lúc đó thì có thể Intel sẽ nhồi 10 nhân, 12 nhân hoặc là 14 nhân vào trong một con CPU và vẫn mang lại IPC khỏe như vậy, thì có lẽ kết quả sẽ hoàn toàn rõ ràng. Và các bạn xem benchmark ở đây, còn việc mua hay không thì câu trả lời thuộc về các bạn. Và các bạn cho mình biết trong phần comment các bạn nghĩ gì về chiếc CPU 11900K và 11700K mới của Intel này. Và các bạn cũng đừng quên là ngay sau video này mình sẽ review chiếc Core i5 11400F khi mà nó vẫn giữ nguyên số nhân và số luồng so với cả Core i5 11400F. Và ngay bây giờ sau video này sẽ là video đấy. Bye.